Rồi, hello, Trung xin chào các bạn đến với kênh QTVO Phú Trung. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Đúng là mấy ngày này thì anh em mình đang ngày dịch ha, dịch đại dịch. Thì bây giờ mình sẽ giao lưu những cây mai để mình tạo cái thú vui riêng cho mình. Thì bữa nay Trung sẽ giao lưu cây mai dạo Thủ Đức 9-12 cánh bạn. Bò ghép thì có nhiều cây bạn thấy không? Đã ghép liền nè, cốt thì bằng ngón chân cái, là bự hơn ngón chân cái Trung luôn. Thì Trung sẽ làm dưới giá là 400.000 một cây, chưa có tiền ship ha. Ở đây là dạo Thủ Đức, bạn thấy lá nè. Tình trạng mai bên đây là gốc siêu đẹp, siêu sung luôn ha. Thì Trung sẽ làm giá 400 thôi. Thì tại anh em mình Trung nhập trúng cái lô mai rẻ thì Trung sẽ làm rẻ. Trúng lô mai mắc thì nó sẽ là mắc, nó chứ mình làm theo giá thị trường thì một cây mình kiếm khoảng chừng mấy chục ngàn thật vừa bạn. Tại mình đài mùa này mà có bán là vui rồi ha. Thì bây giờ Trung sẽ đo thông số giờ cây thứ nhất các bạn. Cây thứ nhất của Trung có cái thông số là gần 12, 11, 7, 18 gì đó ha. 17, 18. Rồi chiều cao của em nó thì được 30. Những cái mai này thì người ta vô những cái chậu đất bạn. Để Trung gọi cái bạn. Người ta vô những cái chậu đất nó có tí xíu bạn. Có tí xíu vậy ha. Có tí xíu vậy thôi. Thì Trung đã bỏ qua cái vậy thì anh em về mình cũng bỏ y như Trung vậy nè. Bỏ y như Trung vậy ha. Mình bỏ vào qua về cái chậu khoảng 3 tấc thì mình nuôi thôi. Cái cành mai thì nó rất sung. Các bạn không cần phải lo phải suy nghĩ gì. Bạn thấy không? Lá mai rồi. Đó. Thì mình cứ bỏ phân vừa thôi, mình làm đọt, nói chung mình tàn lại cành nó sung thì cây, những cây này mình rất dễ chăm sóc bạn. Thì cây này người ta đã thay giá thể trước Tết rồi. Sau Tết rồi thì giờ mình về mình chỉ việc chăm sóc thôi, không cần phải thay, không cần phải làm gì hết. Trung sẽ cho theo các bạn theo giá thể này đầy đủ y như cái một cái chậu y vậy luôn. Thì mình về mình sẽ chỉ cái mua cái chậu mình bỏ vô là xong, không là xong là ok. Thì cái này thì nói chung là nó bỏ giá thể ít ra mình tưới nước ít là xíu nữa. Anh em ở gần ha, ở gần Trung sẽ bỏ giá thể ít vừa đủ anh em chơi thôi. Tưới nước ít nhẹ, hơi nhẹ xíu thì nó khoảng 2 cây 3 cây. Nói chung là 2 cây đi, nó cỡ gần 70.000 tiền ship thôi. Nó chạy là 400 là 800 là 870 các bạn ha, là 2 cây. Đó thì các bạn mình làm 2 cây mình chơi cho nó một cặp cho nó xứng xứng nhau mình chơi đẹp hơn ha. Rồi cây này là cây đầu tiên của Trung có mã số là G71 ha. Là dưới giá là 400.000 một cây chưa có tiền ship. Rồi cây thứ nhất. Rồi tới cây thứ hai bạn. Thì mấy cái gốc này nói chung là nó nhỏ xinh thôi nhưng nó rất rất đẹp bạn, nó không có lỗi ha. Bạn thấy không? Bò ghép đang kéo rất đỏ ha. Kéo rất ok luôn. Thì cây nào cũng như cái đấy bạn, cây nào thì giá thể họ cũng đã thay và nó cũng đã cứng rồi bạn. Nói chung là nó đã cứng cái bộ giá thể rồi bạn. Nhưng mà đều tại cái hồi xưa là người ta trồng trong cái chậu đất á, chậu đất thì nó sắp nứt bể rồi nên Trung mới thay qua cái chậu vậy nè. Cứ như là cái là làm cái mẫu vậy nè cho anh em mình về, anh em mình làm y như Trung nha. Em thấy không? Đó. Hồi xưa họ trồng trong cái chậu đất thì nó ba lớn như bạn. Cái trong cái chậu đất nó vậy nè. Thấy chưa? Đó, trồng trong cái chậu đất nó ba lớn như bạn. Ba lớn như là bù rẫy rồi mà. Nó ba lớn như thôi. Nhưng rẫy mà thôi, rẫy. Rẫy đất nhiều ha. Thì Trung đã các bạn gì để y thôi, tại cái này họ mới thay hồi qua Tết rồi nên bộ đất này nó cũng chưa có cứng luôn. Anh em mình cứ làm nhẹ nhẹ y vậy đó. Rút lên y Trung về lót dưới đít chậu mới lót cái vòng vậy. Rồi anh em mình trồng thôi, không cần phải làm thêm gì. Rồi cây này là cây mã số thứ 2 ha. Cây nào thì cũng giống cây đấy, cây nào cũng rút các bạn. Mình cây nào mình cũng rút thì nó cũng hơi kỳ. Thôi Trung rút thử 2 cây cho bạn xem thôi ha. Thì cây nào cũng như đấy. Thì có cây nhỏ, cây lớn, cây vừa, cây bé, nói chung là tùm lum cây thì mà quan trọng là cây nào nó cũng sung bạn, cây nào lá cũng sung hết. Cây này thì hoành được có 8 phân bạn. Một cái con gì cũng rất lạ bạn. Mình nhìn ha. Nó rất ok ha. Nhìn cũng rất rất đẹp luôn. Rồi chiều cao của em nó là được 26 ha. Rồi cây này là cây G72 ha. Đó và cây này bạn thấy cái này gì dựng cái đọt lên ha. Đó dựng đọt lên. Rồi cái này mình sẽ bấm cái bớt cái đọt này bớt tí xíu. Đó cho nó bung những cái tàn này ra. Rồi cái này chia ra đây nói chung là tròn, cây tròn đều bạn. Tương đối đó là ok cho chiều đòn tròn ta ha. Đó thì do mình về mình sửa mình chơi, còn nếu anh em không sửa thì anh em cứ để y về nguyên. Để y nguyên ha. Cái này ví dụ cái này nó đang ra đọt non, nó cây ra nhiều anh em mình bấm. Cây ra bấm cho tròn cái cây là lên sẽ đẹp ha. Mình chăm sóc giờ để cuối năm nếu mình có chăm sóc có bèo lắm á thì bên đây nó cũng ra được 2 tấc. Bên đây nó cũng ra được 2 tấc, trên này cũng ra được 2 tấc thì bạn thấy là cái cây nó bự cỡ nào đó. Thì rồi mình cứ tưởng tượng mình thấy biết liền. Rồi cây này là cây G72 ha. Rồi cũng là cây thứ hai. Rồi đây chúng là tôi đi theo số cuối này cho nó dễ các anh em dễ biết cây số thứ mấy á. Rồi cây thứ hai bổ số. Rồi tới cây thứ ba. Những cây này thì không có lỗi ha. Cây nào có lỗi Trung sẽ nói có lỗi ha. Có lỗi là nghĩa là nó có lỗ trên mà điều có lỗ này không quan trọng mà. Đó, cái lỗ này không quan trọng. Thì cây này là có lỗ cái xíu này. Cây này thì cũng không đến nỗi nào ha. Cốt ghép cây nào cũng đã ghép bao năm hết rồi. Rồi dàn lá bạn thấy không?
rất bự, coi môi ghép các bạn, môi ghép thì so với cái Úc Trung thì nó lớn hơn cái Úc Trung luôn ha. Cây này là cây cũng là cái hình thú luôn, nói chung là mai 400 mà không phải là 400 mà 6 ha, 400 là gốc rất đẹp ha, mà điều cái giá họ Trung nhập vô nó rẻ thì Trung sẽ bán anh em rẻ thôi. Mình giao lưu thì quan trọng là cái số lượng nhiều bạn, nhiều nó sẽ đạt hiệu quả hơn là mình nhưng mà bán là nhiều ha. Cây này thì hoành được gần 12 bạn, 11 11 13 chứ, 11 13, cây được 11 13 ha, chứ chưa được 12. Chiều cao của em thì được 31, thì mà thấy hai giò trước ha, cái đuôi xuống xuống dưới đây thì giò nói chung là mình cũng hơi nó nhìn cũng nó hơi cái dáng lạ quá đó bạn, cái này cũng lạ ha, lá thì rất sung rất bự ra. Rồi cây này là cây em G373 ha, bạn thấy dòng lá này ha. Đó, anh em mình cứ từ từ chậm rãi ha, chung làm một clip sáng chia sẻ các bạn cách chăm sóc phân, rồi anh em mình cứ từ từ chậm rãi chăm sóc phân đó thì nó sẽ tốt. Chứ anh em mình đừng thấy cái mai yếu, anh em mình dòng phân vô riết nó sẽ không có hấp thụ được. Các bạn nên nhớ cái nguyên tắc rằng đơn giản, cây mai càng yếu nó ăn càng ít phân, càng ít nước. Hả? Cái mai nào mà lá nhiều thì thứ nước nhiều, lá ít thứ nước ít, vậy là được ok mà. Không có gì là khó, rất đơn giản ha. Rồi cây này là cây G73 ha. Rồi tới cây G74. Đây cây G74 ạ. 74 bạn thấy cái nguyên một cái đây đây nào. Đấy đây nó nhìn nguyên một cái cục gì ở đây nhìn rất bự luôn, như cục vàng vậy. Cái thân thì nằm ha. Ở này nước lớn, anh em mình lên đây ngồi chơi uống trà là được. Cốt thì đã gần liền mà, gần liền ha. Còn bo ghép thì bạn thấy không? Bự hơn cái Úc Trung rất nhiều. Cành tàng thì tròn. Cơ đọt thứ hai đang ra ha. Rồi chúng sẽ xịt thông sơ xịt để quay đo luôn. Cái này thì hoành nó được 11 à, 11 ha. Cành tàng thì các bạn cứ thấy là cành tàng ok hết rồi, không cần phải giới thiệu cành tàng ha. Cây này thì chiều cao em nó được 34 ha. Đó, bạn thấy nè ha, 34 ha. Đó, một cái con thú rất ok luôn. Đó bạn thấy cơ đọt ra đang lú hết rồi, toàn bộ đều hết ha. Đều hết ra. Đó đều hết rồi. Cái này mình được về là nó bung một phát, một nữa là mình nhìn cái cây nó bát ngát, bạn bát ngát liền. Đó, ha. Rồi. Cành tàng thì bự bạn, thấy cành tàng lượn ha. Đó cành tàng bự ha. Rồi cây này là cây G74 ha. Rồi tới cây G75 ha. Đây G75. Nói chung cây nào nó cũng có cái bầu đất nhỏ, cái chậu nhỏ bằng chậu đất nhỏ thôi, mà điều chung lấy bỏ chậu bự cho nó dễ coi ha. Chứ chậu kia nó mình cầm quay, mình quay clip mình cầm ra cầm xách xách bể bò bột cái mất công nó Rồi cây này cây cũng một cái dáng hình nằm bạn. Nói chung là nhỏ, mỗi cây nó mỗi lạ, dáng lạ khác nhau ha. Cái này là y như trái tim, cái này hai cái rễ này dính với nhau cắm xuống đây luôn, nó nhìn cũng hơi lạ luôn. Bo ghép cây này thì hơi nhỏ chút xíu, nhưng mới ghép gần liền mà, gần liền ha. Bo ghép thì nhỏ hơn nữa nó tới Úc Trung thôi nha. Đây nè. Đó thì mà nó bo ghép gần liền ha, để chúng đo thông số luôn. Nói chung là mai 400 thì những cây này là vậy là đạt hiệu quả, là chất lượng lắm rồi bạn. Rất ok rồi ha. Quay hoành nó được 8,5 bạn. 8,5, còn chiều cao của em nó thì được 34 ha. Rồi đây là dàn mai cây 75 ha. Chút chiều chúng sẽ làm một lô dạng nhỏ như vậy thôi, như gốc hay là lại xíu là nó sẽ 500 bạc, hay 500 ngàn một cây ha. Rồi cây này thì 400, lô này thì 15 cây bạc. Rồi cây này là cây G75 ha. Rồi tới cây G76 bạc. Như cây nhỏ thôi, cây này thì mình chơi càng có những cái gốc này, gốc bứng như vậy mình chơi càng có giá trị bằng, còn mà những gốc nhớt bằng cái út tay cái, những gốc đó mình chơi mình nuôi nó rất khó chăm, nó khó nuôi. Còn những gốc này là bao các bạn nuôi rất tốt, các bạn không biết chơi nuôi cũng vẫn ok luôn, không tung dám bảo đảm luôn. Dưới mai cây này mình bằng trồng mà thấy cái bộ giá đế rẫy nó rất mạnh rồi, trên chậu thôi rẫy nó rất ok rồi, nên anh em về trồng rất dễ, không có gì phải khó trồng hết, rất là dễ trồng. Trong đây không biết trồng mà trong trồng còn tốt nhiều. Cây này hoành được 6,5 bạn, rất nhỏ ha. Thân hình bự, đầu nhỏ, đít đuôi vô chuột vậy đó, đầu vô đuôi chuột. Cây này thì được chiều cao em được 38 mà. Cành tàng thì tròn. Những cái cây này thì anh em mình thích chơi vậy không chơi, anh em thích anh em mình sẽ uống xuống ha. Anh em mình sẽ uống những cái nhánh này xuống, uống nó chịu ngang như vậy. Còn nhánh mình lên làm lại những cái đọt. Đọt non hiện đang ra rồi, đang ra đọt non ha. Đang ra bốn đọt non nè. Bởi hôm nay mình bốn đọt non ha. Đó, đây sẽ đang ra cái đọt thứ hai. Đây các bạn. Đang ra cái đọt thứ hai ha. Đó. Thì anh em mình đừng quên xịt sâu rồi thường xuyên nha, cứ 7 ngày mình xịt một lần đi, sau buổi chỉ mình cứ chơi đi, nay là chưa có nấm đâu, mình cứ xịt sâu thôi. Cái cây này bạn nhìn cái mặt phía đây nhìn rất đẹp ha. Rồi cây này cây G76 bạn. Rồi tới cây G777 ha. 777 là một cái con cá chạch, lượng cá chạch bạn.
cái thân lượng ha, nhìn lượng cũng nhìn cũng là có rễ mà hơn một nó con rồng được, tay có giò mà cái chạch làm gì có giò, đây giò bằng giò ha, còn này giò ha, giò ha. Đó, bộ ghép thì trên đây thì chúng thấy nó có nó hoàn toàn có thể là gọi là không có lỗi được mà, tại nó không có lỗ ha, thì mình có thể gọi là không có lỗi được. Lá thì rất sung rồi. Rồi con này là con cá chạch ở lò lòng con rồng, kêu con cá chạch nó kỳ quá. Con này thì cái hoành nó được 11 năm bằng, nói chung đa số là 11 mà năm 12 10 là chấm nó nhỏ nhỏ ha. Chiều cao em nó được 32. Đó thì mình cứ chăm sóc những cây mai này, mình mới biết chơi thì mình cứ chơi những cây này bằng. Anh em nào chơi chuyên nghiệp á, người ta sẽ sưu tầm những cái cây này, người ta làm theo ý của người ta, dáng của người ta, mai mốt nó sẽ có giá trị cái cây. Tại bạn biết cái những cái gốc bứng này thì thấy nó nhỏ vậy thôi, thì họ trồng rất lâu năm rồi mới được cái gốc như vậy, chứ phải là mới trồng. Đó, họ ghép là bạn thấy nồng nồi bộ ghép này. Bự hơn tay Úc Trung thì bạn cứ tính đi, mình lấy cái bo ba lớn cho mình ghép đi, mà mình nuôi được bự hơn tay Úc Trung của Trung là cái này có thể gần bằng tay cái nè, thì bạn thử tính là mình nuôi bao nhiêu năm mới được cái gốc như vậy thôi. Mà giờ người ta nuôi sẵn rồi, người ta bấm sát xuống bạn này, dấu bấm sát xuống, mình sẽ nuôi lại nó sẽ chất lượng hơn, ok hơn. Đó, rồi cây này là cây 77 ha. Rồi tới cái cây 78 mặt. À, 78 ha. À, 78 ha. Một cái con hai giò. Thân thì uống lượng công công ha. Y như cái dấu hỏi không biết gì đó. Vậy thôi. Hoàn toàn không lỗi nha. Khi nào cây chút tới cây có mấy cái lỗi chúng mình sẽ nói ha. Cây này thì hoành được 9 phân mặt, 9 phân ha. Còn chiều cao của em nó thì được 35 ha. Các bạn hô 8 phân 9 phân thì thật tới nó rất bự chứ không phải nhỏ bằng. Nè, bạn hô. Nè, cái dòng 9 phân này, thấy dòng 9 phân này. Sỏ là cái vô không xin nhơ là gọi là mai gốc bứng mà, chứ phải là mai gốc nhớt ha. Gốc nhớt thì cái hoành chỉ bằng cái này bằng út rồi thôi. Hộ quấn rễ là làm gốc nhớt á, thì nó khác, còn cái mai này là mai gốc bứng. Cái gốc này thì chung giống người ta nói chung là trồng chung với những gốc bự mà điều mình trồng nó ép á, nó rất lâu phải 5 6 năm rồi chứ phải là mới trồng được như vậy bạn. Rồi cây này là cây G78 ha. Rồi các bạn chờ xíu nghe thôi. Dạ em nghe nè. Rồi, cái đây là cây G79 bạn, G79 ha. G79 cái gốc hai rễ nhìn cũng rất ok, đẹp đẹp luôn. Hoàn toàn cũng không có lỗi hết ha. Không lỗi hết. Rồi chúng sẽ đo thông số cái này luôn. Cái này là hoành được 10 phân bạn, hoành được 10 phân. Còn chiều cao của em nó thì được 33 ha. 33. Đây. Đây, vàng tàn rất tròn rất ok ha. Đó, rất đẹp luôn. Vàng tàn ok ha. Rồi cây này là cây G79 ha. Rồi chúng sẽ làm cây G80. Rồi cây này là cây G80 bạn. G80 cái gốc rất lạ, rất quái luôn, rất quằn xuống này nhìn ok luôn, nhiều điều nó tội là nó có cái lỗi trên đây. Lỗi này thì chúng tôi sẽ xử lý là. Mà các bạn thấy không, nó đang kéo nó ra lợi rất liền ha. Cái lỗ này thì đã mấy năm rồi, từ hồi lúc họ bứng họ ghép cái phôi tới bây giờ mình thấy cái mối ghép nó bằng tới Úc, lớn hơn tới Úc Trung rồi thì nó rất lâu rồi, nên các bạn không cần phải sợ cái đó là cái gì. Anh em nào biết chơi thì nó cái này, nhưng cái này là nó đơn giản bình thường ha. Rồi chúng sẽ đo thông số luôn. Chút chung sẽ lấy keo chung bít lại luôn cho dễ coi. Nhiều anh em bít lại cho nó có thẩm mỹ thôi bạn, chứ họ không bít nó cũng không sao bạn. Cái cây này thì hoành được 11 năm bạn. Rồi cái chiều cao của em nó thì được 36 ha. Đây, bạn thấy không? Tàn rất ok luôn. Đó. Rất tròn tàn ha. Đây cây đọt đang ra rồi bạn, thấy không? Đang ra được đọt quá tàn ha. Cây này thì về khoảng một tháng nữa là nó sung một cái là nó ra rất chất lượng luôn. Rồi cây này cây G80 ha. Rồi tới cây G81 bạn. G81 thì cũng có lỗi ha. Nói chung là mấy cái lô này, mấy cây sau này cây nào có lỗi thì dùng cho nó có lỗi đi. Cây này có cái lỗ trên đây bạn, lỗ trên đây ha, chỉ có lỗ chỉ có rễ này. Hai lỗ ha. Nhìn cũng mà nhìn tàn là dạng tàn lùng lực bạn, nhìn lùng lực, nhìn cái gốc cũng là đẹp ha. Rồi cây này là cái hoành của em nó là được 11 ha. Rồi cái chiều cao của em nó thì được 26 bạn, chiều cao 26 ha. Rồi cây này cây G81 bạn. Dạng tàn lá rất sùm ha. Rồi
Cái gờ này là gờ 20 gờ 81 ha. Cái cây G82 là một cái cây dáng bay bạn. G82 là cây dáng bay ha. Dáng bay hai giò trống giò bay đều có cái lỗi đây mà. Có lỗi đây ha. Trên đây thì hoàn toàn không có sao ha. Nhưng có cái lỗi ở bên hông này. Đó. Thì cái này thì không sao bạn. Cái này anh em mình xử lý là ok thôi. Đây trên mày bên đây có cái lỗ nè. Hai lỗ hai bên. Một cây dáng bay ha. Dáng bay thăng thì uống lượng mà. Rồi cái cây này thì hoành được 11 bạn. Chiều cao của em này thì được 41 ha. Đó, các bạn thấy nè, cái thằng thì uống lượng ha, uống lượng ha, nhìn ok ha. Rồi thằng uống lượng, rồi cây này cây G82 ha, cũng là giá 400 các bạn. Rồi tới cây G83 bạn, đây cây G83 bạn, G83 ha, G83, một cái cây này cũng có cái lỗ trên gì đây tí xíu ha, nhưng đều đang kéo lên rất đỏ ra, không ảnh hưởng gì hết ha. Rồi chúng sẽ đo thông số luôn, cây này là dạng siêu lùng lực luôn, đột non đang ra quá trời đất. Cây này thì hoành được 10 vạn, hơn 10 xíu, gốc thì rất già, chỗ này thì y dạng nó xù bạn, mà điều nó chưa gần xù chứ chưa sang mà ha, y dạng xù ha, cây này có thể là gọi là mai xù được bạn. Cây này thì cái chiều cao của em nó thì được 27 bạn, đây 27 ha, đây gần ha, y gốc xù nha, đây xù được bạn. Gốc xù ha. Rồi, ok. Rồi tới cây xin lỗi G83 chứ. Rồi tới cây G84 bạn. G84 ha. Đây cây này cây G84 đây. Đó, G84 thì ba giò. Cũng có cái lỗi ở trên đây, đang kéo rất đỏ luôn nên cũng không cần có sao ha. G84. Cây này thì hoành được 10,5 bạn. Cỡ thân thì uống lượng, tà cành tàn thì rất nhiều. Chiều cao em nó thì được 40. Lá thì rất bự luôn. Đây. Thân lượng các bạn, thân uống lượng ha. Bỏ ghép thì bằng cái ốc chung này đó. Nhìn cây này thì mình có thể mình sửa theo cái dáng của mình nó sẽ đẹp lắm mà, tại cái thân nó lượng sẵn mình làm theo là rất ok ha. Rồi cây này cây G84 bạn. Rồi tới cây cuối cùng là cây G85 ha. Cây cuối cùng là cây G85. Đây G85 một cái gốc hình nằm hoàn toàn không có lỗi hết ha. Thân thì uống lượng, lá thì bự ha, thân lượng đây. Đó thì cây này gốc này rất ok rồi. Dưới đây còn rẫy quá trời chúng không có môi đâu. Rồi cây này là cái hoành của em nó là được hơn 10 bạn, 10,5 ha. Rồi chiều cao của em nó thì được 32 ha. Đây, thấy không? Đó. Dàn tàn cành tròn đều nha. Rồi cây này là cái cuối cùng của cây G85 ha. Rồi bây giờ chúng sẽ xử lý cái vụ mà đơn hàng ghi lộn cây thì đúng mà, bao nhiêu ghi lộn gọn số thôi, đúng cây. Chúng sẽ điện ngay người kia nên chúng tạm thời kết thúc clip tại đây. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Rồi xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Rồi cảm ơn các bạn.